Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 năm Mạng, năm 2022, phất lên giàu có, ai cũng ghen hờn đỏ mắt. Vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả yêu mến của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, tại sao chúng ta lại cần phải xem tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm mới, năm 2022? Bởi do vận khí của con người mỗi năm mỗi khác, cứ mỗi năm thì sẽ khác nhau, sao chiếu mệnh cũng như là vận hạn cũng sẽ thay đổi theo. Và xem tử vi cho tuổi Giáp Tý năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần thì bạn sẽ có thể nắm bắt được những khó khăn cũng như là thuận lợi của mình trong năm mới. Có thể nói rằng tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 năm Mạng, năm 2022 Nhâm Dần là phần đã được định sẵn. Tuy nhiên mỗi cách nghĩ và cách tiếp cận khác nhau sẽ mang đến những kết quả khác nhau. Và đó chính là phần bất định. Chính có lẽ vì lẽ đó mà tử vi của những người Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm 2022 Nhâm Dần có thể giống nhau nhưng mà kết quả của mỗi người sẽ có sự khác nhau. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Giáp Tý năm Mạng sinh năm 1984. Có phần luận giải này thì thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị về bức tranh khung cát toàn cảnh của những người sinh năm 1984 năm Mạng, để từ đó thì quý vị có được những bước đi đúng đắn trong cuộc đời. Và đồng thời thì thầy cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Nào, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng vào nội dung chi tiết để lắng nghe. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 năm Mạng, đã nghèo còn eo. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 năm Mạng. Nam tuổi Giáp Tý, năm 2022, tròn 39 tuổi. Vận mệnh nửa vui nửa buồn, bạn có các tinh bát tọa hộ mệnh. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 năm Mạng. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 năm Mạng, hung nhiều hơn cát, nửa vui nửa buồn. Năm nay Giáp Tý 38 tuổi, vận trình của nam mệnh trên các phương diện đều có sự trái chiều. Giáp Tý năm 2022 không phạm hạn thái tuế, bạn có cát tinh bát tọa hộ mệnh. Vị cát tinh này trợ giúp rất nhiều cho sự nghiệp, tài lộc của Giáp Tý, nhưng bên cạnh đó hãy cẩn thận với hung tinh. Năm 2022 có thiên cẩu và điếu khách là những hung tinh sẽ đánh vào sức khỏe và túi tiền của bạn. Vậy nên trong năm này, những gia chủ tuổi Giáp Tý cần phải mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Cho nên năm 2022 bị phạm tam tai, cho nên là vận trình khá nhiều lận đận, mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình của năm được hanh thông và thuận lợi. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi sự nghiệp của Giáp Tý năm 2022 trông cậy nhiều vào cát tinh bát tọa. Đặc biệt, đối với một số người đang làm ăn kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội gặp được nhiều quý nhân trong năm Dần. Tài lộc có phần khởi sắc với sự giúp đỡ quan tâm của quý nhân. Vì vậy, năm Dần có thể sẽ là một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho những người tuổi Chuột. Nếu nam tuổi Chuột biết nắm bắt cơ hội, thì chắc chắn vận trình công việc của bạn sẽ rất thăng hoa trong năm nay. Bạn có thể lên như diều gặp gió, nhưng bạn cũng cần phải biết tiết chế mọi hành động của mình, không được ngạo mạn và tự cao. Nó sẽ làm cho quý nhân không dám giúp đỡ bạn, dễ mà hỏng việc. Về mặt giao tiếp, năm nay bạn sẽ được thành công và được bạn bè yêu mến. Tài lộc đánh giá 3 sao. Trong năm Nhâm Dần 2022, nam Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ có đường tài lộc ở mức trung bình khá. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Tý trong năm nay phát triển khá tốt và gặp nhiều may mắn, nhưng vì sức mạnh của ngôi sao hung tinh quá lớn, các bạn không nên coi thường. Đặc biệt là dưới sự tấn công của thiên cẩu, người tuổi Tý kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu tiền rất lớn. Bạn thường bị hao hụt tiền bạc, rò rỉ tài sản do tiêu xài hoang phí hoặc là chi tiêu sinh hoạt quá mức. Kinh doanh buôn bán lúc đầu khó khăn nhưng mà về cuối năm thì dễ mà phát tài. Hợp tác với người không nên làm việc mạo hiểm, nên khiêm nhường, vị tha và làm phúc cho người khác. Không chỉ vậy, về phần của cải, người tuổi Tý cũng có thể thất bại trong việc đầu tư vì nhẹ dạ cả tin. Vì vậy, khuyến cáo người tuổi Tý nên chú ý nhiều hơn đến khía cạnh này để tránh tiền mất tật mang.
Với những gia chủ tuổi Giáp Tý, thầy Gia Cát có khuyên năm nay bạn nên luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, đó là Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, giúp mang lại may mắn bình an cho gia chủ, nhất là với những gia chủ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng. Tình cảm, đánh giá 5 sao. Vận trình tình cảm của nam tuổi Tý trong năm Dần khá bằng phẳng. Trong năm Dần, tình cảm của người tuổi Tý không bị các sao hung tinh quấy phá nhiều, nhưng đồng thời lại thiếu các sao may mắn trợ giúp, cho nên tình cảm phát triển tương đối chậm, tuy không có biến lớn, nhưng cũng sẽ không có bước đột phá lớn hơn. Những bạn nam ở tuổi này còn độc thân, mặc dù bạn bè và người thân thường ra sức giới thiệu và mai mối nhiều đối tượng, nhưng do bạn kén chọn, không biết nắm bắt vận mệnh, cho nên là vẫn thường bỏ lỡ những cơ hội tốt. Những người đã có người yêu hoặc bạn đời rồi thì vận trình tình cảm sẽ tương đối lạc quan. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng khá ổn định. Về cơ bản sẽ không có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống gây nguy hiểm cho mối quan hệ của bạn. Mối quan hệ xã hội của nam tuổi Tý trong năm Dần cũng không tệ. Trong năm nay, dưới sự phù hộ của bát tọa, ngôi sao may mắn, người này mở rộng mối quan hệ xã hội và có thể gặp được một số người bạn tâm giao, chí cốt, hợp ý hơn trong cuộc sống. Trong năm nay tuy gia đình của quý bạn có hơi khấm khá, làm ăn, nhưng bạn cũng cần phải biết giữ tình cảm gia đình của mình để cuộc sống của bạn thêm phần hạnh phúc. Sức khỏe, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 nam mạng, mà sức khỏe đáng lo ngại hơn năm cũ. Bị sát tinh điếu khách đeo bám, người tuổi Tý không chỉ dễ mắc bệnh tật trong năm Dần mà thậm chí còn có thể gặp nhiều tai nạn thương tích. Vì vậy, người tuổi Tý phải chăm sóc thân thể thật tốt và đồng thời cũng phải chú ý đến những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra xung quanh. Bạn không nên tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Năm nay, nam mệnh tuổi này cũng cần phải chú ý đến các bệnh về mắt hoặc là đường hô hấp để tăng cường vận trình sức khỏe và tình cảm của năm. Những gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cần phải luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Vòng có tác dụng hòa hợp các mối quan hệ trong gia đình, trong công việc cũng như các mối quan hệ trong xã hội, đồng thời hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại, giúp tăng cường sức khỏe và gia đạo, đồng thời hòa hợp trong công việc, giúp cho công việc hanh thông, tài lộc tự khắc sẽ ùn ùn kéo về. Hung cát. Năm 2022, nam Giáp Tý sẽ gặp hung tinh Thiên Cẩu và điếu khách. Người tuổi Tý phải lo lắng cho sức khỏe của mình, nếu không sẽ dễ bị thổ huyết mà tốn tiền nằm viện. Cát tinh mà bạn gặp được trong năm nay có bát tọa, nó giúp đỡ người này trong sự nghiệp, công việc phát triển vượt bậc. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 nam mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 5 sao. Vận trình tài lộc khá tốt trong tháng đầu tiên của năm mới, nhờ thiên thời địa lợi, tuổi này làm ăn rất phát đạt trong tháng 1 âm. Không chỉ sự nghiệp hanh thông mà còn nhận được nhiều niềm vui bất ngờ trong chuyện tiền bạc. Từ đó có thể coi là một dấu hiệu tốt, vạn sự khởi đầu nan. Mong rằng tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trong năm tới. Tháng 2 đánh giá 5 sao. Mối quan hệ cá nhân của Giáp Tý trong tháng 2 rất thuận lợi. Nhờ cát tinh bát tọa, tuổi này sẽ có cơ hội làm quen với một số người có địa vị trong xã hội nhờ cầu nối của người thân, bạn bè và mối quan hệ cá nhân của họ. Vòng kết nối xã hội cũng có thể được mở rộng. Điều này giúp ích rất nhiều cho sự phát triển sau này của bạn. Vì vậy, hãy tận dụng giai đoạn này để tạo bàn đạp cho bản thân về sau. Tháng 3, đánh giá 5 sao. Tháng 3 là tháng của sự nghiệp Giáp Tý. Tháng này, bạn có cơ hội nhận được rất nhiều cơ hội nghề nghiệp nhờ được quý nhân phù trợ và dễ dàng thăng tiến. Đặc biệt, những người đang kinh doanh sẽ có cơ hội mở rộng quy mô hoặc thương lượng với khách hàng, đối tác tiềm năng trong tháng 3. Đây là một sự hợp tác quan trọng, điều này rất hữu ích để cải thiện hiệu suất của mình trong tháng này. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Giáp Tý tháng 4, mọi mặt đều đạt điểm trung bình khá. Trong tháng này, tuổi Giáp Tý không bị hung tinh quấy nhiễu, cho nên cuộc sống vẫn yên ổn. Nhưng vì ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, cho nên bạn sẽ hơi chán nản hoặc là rối bời trong cuộc sống. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn và bớt lo xa. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh Thiên Cẩu, người tuổi Tý có khả năng bị phá tài trong tháng này. Đặc biệt, do chi tiêu quá đà, tiêu dùng không kiềm chế, nên dễ dẫn đến hao tài tốn của. Vì vậy, người tuổi Tý nên học cách tiêu dùng trong cuộc sống, sử dụng tiền một cách hợp lý, đừng quá xa hoa, lãng phí. Tháng 6, đánh giá 3 sao.
Mối quan hệ cá nhân của tuổi Tý khá tốt trong tháng này. Mặc dù thời tiết tháng này tương đối khắc nghiệt, nhưng bạn cũng tràn đầy năng lượng tích cực, ít khi bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài hoặc là các sao xấu. Tháng 6, tuổi Tý có cơ hội thảnh thơi, được đi du lịch, nghỉ ngơi. Đồng thời bạn cũng có cơ hội để gặp gỡ một số người cùng chí hướng trên hành trình của mình. Tháng 7, đánh giá 5 sao. Vận trình sự nghiệp của Giáp Tý sinh năm 1984 khá tốt trong tháng này. Nhờ có ngôi sao may mắn bát tọa, cho nên hiệu quả công việc của người tuổi Tý được cải thiện khá nhanh, thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ sếp hoặc đồng nghiệp. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Vận trình công việc của nam Giáp Tý có phần giảm đôi chút trong tháng này. Có lẽ đó là do một số người hơi kiêu ngạo, tự mãn, nên sẽ không tránh khỏi sự ghen ghét của một số kẻ, tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi, gây sự với bạn. Người tuổi Tý phải làm việc chăm chỉ trong tháng này, đồng thời cũng không nên quá tự cao. Hãy cố gắng bình tĩnh và làm thật tốt công việc của mình, cũng như là luôn niềm nở với tất cả mọi người. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Tháng 9, bạn được bao quanh bởi năng lượng tích cực, cho nên mọi mặt đều rất khả quan. Về cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn, đặc biệt là về sức khỏe. Tháng này người tuổi Tý tinh thần phấn chấn, làm việc gì cũng dễ dàng, hanh thông, trạng thái tương đối ổn định và suôn sẻ. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Đến tháng 10, vận trình tình cảm của bạn có thể sẽ được cải thiện. Dưới ảnh hưởng của thời tiết mát mẻ và ấm áp, những bạn còn độc thân nên tăng cường giao lưu, đi chơi trong tháng này. Đi mua sắm hoặc là vui chơi với bạn bè, người còn độc thân thì sẽ có cơ hội gặp được tình yêu đích thực của mình ở những nơi như là thư viện, quán cà phê hay là rạp chiếu phim. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Tháng này điếu khách tinh sẽ làm tổn hại sức khỏe của bạn. Người thì ốm vặt kéo dài, người thì có bệnh cũ, sẽ tái phát. Vì vậy, người tuổi Tý phải chú ý hơn đến vấn đề thể chất của mình trong tháng này. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, đừng trì hoãn bệnh tình. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Điều đáng mừng là trong tháng này Giáp Tý có đối tượng có thể tranh thủ cuối năm tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, mặt buồn lại thể hiện ở mặt tài lộc. Càng gần Tết thì chi tiêu của người tuổi Tý chắc chắn sẽ tăng cao. Bạn sẽ phải tính toán chính xác chi tiêu, bởi vì cuối năm thì tuổi Tý sẽ tốn rất nhiều tiền cho dịp Tết. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được là mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng với kênh trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.